chào tất cả mọi người ha. Chào tất cả mọi người trở lại kênh khám phá TT của mình. Thì hôm nay vô tình mình mua được một ít nấm này. Nấm này gọi là nấm mối. Nó thật sự là một món ăn đặc sản của người miền Đông Nam Bộ các bạn. Cái giá trị dinh dưỡng của cái món này đem lại thì cái độ ngon, cái độ thú vị của nó. Các bạn có thể nấu với thịt gà nè, các bạn có thể nướng nè, các bạn nấu cháo nè, xào nè, tất cả các món ăn các bạn đều làm được. Thì giá thị trường nếu mà ở đây mà người dân người ta hái được á, mình mua lại á, thì nó khoảng 300 ngàn một ký các bạn. Còn đặc biệt mà nhiều khi nói không phải là nói vui thôi, nhiều khi đại gia có tiền mà chưa chắc đã có dịp để ăn được cái nấm này. Cái nấm rất đặc sản của người miền Đông Nam Bộ. Gọi là cái nấm mối. Hiện tại thì cái công nghệ mà lên men để trồng làm nấm á, thì làm được, mình coi trên mạng thì ở Bình Dương trồng được nấm mối đen. Nhưng mà đây là cái nấm mối tự nhiên. Nó được tạo men bởi con mối, nó ăn những cái chất mục thải rồi sau đó nó tạo men, nó lên nấm rồi. Đây là 3 ký nấm mối. Nấm rất là to, rất là khủng, rất là ngon. Đó, ở cái rừng của mình, ở rừng ở quê mình. Thì thật sự đây là mới vào đầu mùa nấm thôi. Người ta đi hái nấm thì phải đi từ 3-4 giờ sáng các bạn. Nhiều khi nó nở, cái này nó có một cái phương pháp rất là dễ tìm cái nấm này. Thì đó là một các bạn dùng đèn pin để soi. Nó phản xạ ánh sáng rất là tốt. Người ta tranh thủ thì đi nhổ ban đêm. Tại vì nó sáng nở là trưa lên là nó tàn rồi các bạn. Nếu mà có dịp, nhưng mà theo truyền thuyết kể là cái này một là khi các bạn nhổ cái nấm này thì các bạn phải dùng cái thanh tre, thanh gỗ, các bạn sắn cái rễ nó lên. Chứ nếu như mà các bạn dùng bằng vật kim loại nhổ cái nấm này lên thì năm sau cái ổ, gọi là cái ổ nấm thì năm sau nó không thể mọc, nó không bao giờ mọc lại. Mình phải dùng bằng thanh gỗ sắn nó lên. Bạn thấy này, cái nấm, cái chân nấm mà nó bằng ngón tay cái mình. Nấm này rất cực kỳ là ngon. Đó, hiện tại giá ở quê mình thôi đó, thì săn cái mùa nấm này săn rất nhiều. Thì năm trước mình cũng có làm vui, kiếm tiền để uống cà phê thôi các bạn. Mình mua nấm ở đây, mình đóng thùng. Sau đó mình gửi đi đến Sài Gòn cho em gái mình để đi chia cho một số người bạn ăn. Thì nói chung giá thị trường nếu mà đúng mùa đỉnh điểm giá cao, nó có thể ở Sài Gòn đó các bạn, thành phố Hồ Chí Minh đó, có thể lên 1 triệu 1 ký. Còn ở ngoài miền Bắc thì mình, phía Hà Nội, miền Bắc, các tỉnh phía Bắc thì mình không biết như thế nào. Mình không biết các bạn ở ngoài biên giới phía Bắc gọi nấm này là nấm gì. Nhưng mà trong mình này gọi là nấm mối. Nó không còn là thú vị. Ví dụ như bạn đi à, cái nấm này nó lớn hơn ngón tay cái của mình. Đây. Đó. Người ta nhổ cái nấm khi mà nó còn búp như thế này nè thì nó mới rất là ngon các bạn. Nếu mà đi phải nhổ nấm mối phải có kinh nghiệm. Cái nấm này nhìn là biết nấm mối nhưng mà vẫn phải ngửi, nó rất là thơm. Khi đưa vào nó một thơm, cái mùi thơm rất là ngọt ngào, thanh ở cái giọng cổ các bạn, ở cái nắp vọng của các bạn, rất là ngon, rất là thú vị mà không phải lúc nào cũng bắt gặp được để mình mua để mình thưởng thức các bạn. Cái này một món mình ưa thích, mình hay làm là nướng bằng cái giấy bạc. Các bạn dùng củ hành đỏ, hành tím nè, các bạn sắc mỏng ra, sau đó các bạn cho tí đường bột ngọt vào, các bạn cho khoảng một nấm, nếu tùy theo các bạn ăn cay hay là không ăn cay thôi. Các bạn cho cái quả tiêu, tiêu xanh á, tiêu còn sống á, để vào. Rồi các bạn để lên lò các bạn nướng. Khi mà mở ra thì nó ngon thôi, là nó phát cái mùi lên thôi là các bạn đã thấy nó hấp dẫn rồi. Thật sự là đây là cái đầu mùa nấm mà được những cái nấm ngon giống vậy thì không phải dễ kiếm các bạn. Đó, người ta phải đi săn lùng trong rừng, theo vườn cao su. Hiện tại thì quê mình bắt đầu vào mùa nấm tràm. Đây là những cây tràm đó các bạn. Cái nấm tràm thì nó có vị đắng, ai không quen ăn thì khó ăn, nhưng mà cái nấm này nó ngọt. Ngọt, nó giống như cái nấm rơm tạo men thôi. Nhưng mà đây là những cái nấm đặc biệt mọc từ tự nhiên. Sau một năm nó chỉ có một mùa nấm thôi. Đó, nhưng mà tùy theo cái nơi mà nó có cái độ ẩm khác nhau để mà cái nấm này nó mọc lại. Thường thường thì nó theo những cái ụ mối các bạn, nơi mà những con mối nó thải phân chất thải của nó ra. Đó.
không phải là dễ tìm, thật sự là hấp dẫn. Ở đây cái người đồng bào dân tộc người Khmer chuyên đi săn lùng cái nấm này, Việt Nam không được vì bán rất là được giá. Một ngày các bạn có thể đêm các bạn có thể hái được 2 kg nấm này vào mùa nấm này thôi thì các bạn có thể 600 ngàn. Đối với những người nông dân, những người đi làm thuê thì cả một cái vấn đề. Tuy nhiên nhưng mà mình ăn thì mình cũng chia sẻ với một số bạn bè của mình, tại vì cái gì vào đầu mùa nó cũng ngon hết các bạn. Nó đang khan hiếm thì nó cảm giác là rất là giá trị, nhưng mà khi mà nó rộ lên số lượng nhiều thì nó còn khoảng 250, nhưng mà không bao giờ nó xuống dưới giá 250.000 tiền Việt Nam đồng mình một ký đó các bạn. Nhưng mà ở đây á nha, còn tiền mà khi mà các bạn đóng thùng vận chuyển đồ này kia nó rất là dễ bị ra nước, nó hư, nó bị nở nấm. Thì mình cũng có cái kinh nghiệm làm năm rồi, thì cái này mình phải bỏ vào thùng cạc tông giấy, dùi lỗ nó đi, bỏ rơm nó quăng, bỏ rơm từng lớp, bỏ nấm lớp, bỏ rơm nấm lớp để cho nó không có bị tạo độ nóng. Vì cái này nó ẩm, nó nóng là nó chảy nước, nó ra nước các bạn, là cái nấm nó tàn, nó héo rồi thì không còn gì mà để gọi là ngon mà thú vị nữa. Trời ơi, bây giờ thì mình cũng có ý thức bảo vệ cái động vật hoang dã rồi, mình không nói đến mình không dùng cái thịt rừng nữa. Cho các bạn tốt nhất là các bạn ăn với gà mình nuôi á, gà tre, gà thả vườn của mình đó. Các bạn bắt một nồi cháo, các bạn rang gạo, trước khi nấu cháo các bạn rang gạo lên ha, các bạn bỏ một tí xả bầm đó cho nó thơm, cái hạt gạo nó vàng lên, sau đó chế nước vô nấu nồi cháo cho nó nở ra. Rồi chúng ta làm sạch cái nấm này đi, ướp một tí gia vị, xào sơ cho nó chín cái nấm này đó. Sau đó các bạn cho vô nồi cháo thì lát thì niêm hành ha, tiêu vô. Nấm này mà nướng thì mà dùng rượu thì tuyệt cú mèo các bạn. Đậu nó mối này thì không còn cái gì bằng hết. Chưa thấy nấm đâu mà nó khủng mà nó ngon vậy. Thì chỗ này chắc cái đậu mối này là lâu năm nó mục nó mọc lên bởi vì cái nấm nó mập, nó to, thật là hấp dẫn. Để cho các bạn xem cho nó hấp dẫn ha. Để nhìn trong cái bọc ni lông kia thì nó không hấp dẫn lắm. Có người ta đi đào mà cái nấm nó mới lú lên mặt đất chỉ có mấy cm vậy thôi các bạn, ta phải dùng cái que tre giạt nhọn để người ta sắn nó lên để ăn cái nấm nó ngon nhất. Trời ơi, nấm mối nó ngon. Mình sẽ nếu mà vào mùa mưa này thì mình có nhiều cái vấn đề để chia sẻ các bạn. Nếu mà giảm thật nấm, nấm mình rất là phong phú nấm bột nhĩ nè, nấm nấm mối nè, nấm trứng gà, nấm trứng ngỗng nè, nấm dai nè, nấm tràm nè, tất cả những loại nấm. Mà kinh nghiệm cái kinh nghiệm mà đi dùng nấm là một là các bạn nên ăn theo cái người đồng bào dân tộc, ta ăn cái nấm gì thì mình nên ăn cái nấm đó. Chứ ngoài ra mà không có kinh nghiệm ăn những cái nấm mà nó, thứ nhất là trên nấm nó có màu ha các bạn ha. Những cái nấm này là những cái côn trùng nó rất là thích. Các bạn đi nhổ nấm cũng có một cái kinh nghiệm rất là xương máu. Thì những cái nấm nào mà các bạn thấy nó nở nó tàn rồi mà không bị côn trùng nó ăn á, thì cái nấm đó chắc cuốn là không thể ăn được, chúng ta không thể ăn được. Kể cả cái nấm tràm nó đắng nhưng mà cái con cuốn chiếu hay cái con bất cứ con bọ con này kia nó rất là thích ăn. Như nấm mối này nếu các bạn để mà nó chuẩn bị tàn, để cho con ruồi nó bu á các bạn, nó đẻ trứng vô đây, nó cái con ruồi nó ăn rất là nhiều. Nếu mà nấm tàn lắm. Còn cái nấm mà nấm nở này thì bao xô, bao xô không có gì ngon bằng các bạn. Xin chia sẻ với các bạn, đã tới mùa nấm rồi, thật là háo hức. Mình thì rất là thích đi hái nấm, đi săn nấm. Không có thời gian, không có điều kiện đi thì mình mua để gửi tặng bạn bè, để cho người đem mang về cho gia đình để dùng cái mùa nấm đầu mùa. Đây, mình không dám đổ ra tại vì nó dính, nó cát, nó khó làm các bạn.
Này mình phải dùng cái bàn chải nó răng sạch đấy rồi. Để vô cái thau nước xong rồi mình đánh sơ sơ để nó nát cái bàn chải của nó mới là ngon. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hẹn các bạn sẽ gặp các bạn lại trong một cái video clip tiếp theo giới thiệu về cái nấm này. Nó rõ hơn, chi tiết hơn và sẽ giới thiệu các bạn một cái chợ nấm ở bên Campuchia. Cảm ơn, xin chào các bạn. Lúc nãy mình hỏi hai vợ chồng của cái người đó đó các bạn này có lẽ cũng thắc mắc mình nói tiếng gì. Đó là mình cũng biết được một ít tiếng, một chút về tiếng của người dân tộc Khmer. Mình hỏi là nấm này có bán không? Có nghĩa là nấm tiếng Campuchia gọi là sắc bạch châu. Có bán hay không? Luộc là sắc bạch châu nên là luộc bòn. Là nấm này có bán không anh với chị ha? Mình nói sơ để các bạn mô tả hiểu. Mình hỏi là có bán hay không, sau đó mình hỏi là ở gần nhà của anh chị là có bán hay không, và bây giờ là cái nấm này nó được bao nhiêu tiền một ký. Ồ bà ơi, đây các bạn, mình bắt gặp thêm hai vợ chồng có nấm nữa. Mình ra mình hỏi mua thử các bạn. Luộc hả bà? Sành anh không? Miên tút tút không? Tốt thơm là nấm nhỏ, nấm bự. Mà lô chạy. Mà cái lô 40.000. Ồ 40.000 tốt ở 1. Dạ. 1 ọt xanh anh ơi. Ọt lên tốt. Cái rơm lọ, nó chanh ta 1. Cơm lọ. Nó sẽ ôm hả bố? Dạ. Mong 1 nó sẽ ôm miên lô không? Ất miên tê, giờ ta đón lô ọt hơi. Bà ở 1 này ọt xanh anh ơi. Con ai hấp chờ 1. Chanh hả bà? Bị bay vậy. Hiện tại thì đây hiện tại buổi chiều thì người ta bán cái nấm mối rất là tấp nập các bạn. Người ta đi hái từ sáng buổi trưa, biết nào bất cứ lúc nào, nhưng mà nó không kịp nhổ là nó hư rồi, nó mất cái giá trị dinh dưỡng, không có được giá cái người ta bán nữa. Các bạn nhìn các cô người ta đang bán nấm, có cá khô, người dây mẹ là sắc mà chô, nơi một năm mà cô nó tinh trở thành nơi Mekra. Dây cái lạc bơ mẹ 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 đây đây tăng ốc màn cổ lùi tăng ốc màn cổ lùi ơ nưng bà cổ lùi buôn mơn vây khám nè màn lùi màn cổ lùi vây khám mình sẽ tôi mua cái bọc nấm mối này các bạn. Đặt mờ chạy. 40.000 cam chia 1 kg. 40.000 cam chia 1 kg. 40.000 cái chóp. Ồ. Này hộp. Ất ấy phần nưng không? Cái nấm này có thể dùng được các bạn. Thần tháo bạc mua kia đúng không? Ba. Ất ấy lọ. Anh đúng rồi. Bò hộp à? Bò hộp. Dạ mon. Bò mon. Ngày ai mon. Đó, các bạn mình sẽ mua cái này đặc mỡ nâng măn măn cà lô bảy mươi pin bảy khăm bảy mươi pin pin hả bảy khăm một cà lô bảy mươi hả một cà lô 40.000 một cà lô 40.000 mà tặng ông măn cà lô tặng ông mà bảy khăm thì bảy mươi pin quan đấy ắt đâu một cà lô bảy khăm ắt đâu một cà lô ấy bà tặng hót cái nâng măn luôn cho ông măn bảy mươi hả ba đây là mình sẽ mua cái này với giá 32.000 thôi. 32.000 tiền Khmer nhé. Đó, người ta đang trao đổi mua nấm, người ta mua đi người ta bán lại, rất là náo nhiệt. Mình sẽ mua ký này về đấy chiều nay ăn xào nè.
Vô lôi Việt Nam ba nay vô lôi Khmer. Vô lôi Khmer, ở trên tay Việt Nam rồi. Mình sẽ đi lấy tiền để trả cho các cô.